Sảy thai liên tiếp là một bệnh lý nguy hiểm trong sản khoa. Những người phụ nữ mắc bệnh lý này bị ảnh hưởng sâu sắc về tâm lý khi trái ngọt đến ngày được hái thì lại tuột khỏi tầm tay. Giấc mơ làm mẹ vụt tắt. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của chuyên ngành sản phụ khoa, cùng với đó là sự quan tâm, tìm hiểu thông tin của các thai phụ, nhiều hy vọng mới được mở ra với những người phụ nữ không may mắn mắc bệnh lý này. Các chuyên gia của Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, những nguyên nhân gây ra bệnh lý sảy thai liên tiếp có thể kể đến bao gồm lứa tuổi, trong đó nhóm tuổi có nguy cơ cao là phụ nữ trên 40, nguy cơ thấp nhất là từ 20 đến 30 tuổi. Stress cũng là nguyên nhân dẫn đến sảy thai liên tiếp. Những ảnh hưởng môi trường như thuốc trừ sâu, ô nhiễm cũng dẫn đến nguy cơ sảy thai. Một nguyên nhân nữa đó là yếu tố di truyền. Đáng lo ngại có tới 50% trường hợp sảy thai liên tiếp chưa tìm được nguyên nhân. Các chuyên gia khuyến cáo những phụ nữ sảy thai liên tiếp cần đi khám chuyên khoa, làm các xét nghiệm cần thiết. Sau đó bác sĩ sẽ hướng dẫn các phương pháp giữ thai. Nhờ những tiến bộ về khoa học, kỹ thuật mà giờ đây không ít phụ nữ đã được làm mẹ sau những lần sảy thai liên tiếp. Những thắc mắc của các cặp vợ chồng có thể gửi về câu lạc bộ Tìm Con Yêu của Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Hà Nội. Câu lạc bộ sinh hoạt một tháng một lần vào thứ Bảy tuần cuối cùng của tháng. Các gia đình ở xa có thể gửi câu hỏi trực tuyến, các chuyên gia sẽ trực tiếp trả lời.